Chào mừng các bạn đến với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là máy phun khói hiệu Vinafarm có model là VNVK150. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số phụ kiện của máy. Đây là phễu châm xăng, phễu châm hóa chất, áo bảo hộ, mặt nạ hoàn toàn, kính bảo vệ mắt, sách hướng dẫn sử dụng, dây đeo vai, adapter và bộ phụ kiện sửa chữa máy. Đây là bình chứa dung dịch tạo khói và hóa chất. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức vận hành của máy. Máy có hai chế độ vận hành, đó là tự động và chế độ vận hành bằng tay. Đầu tiên, nếu các bạn khởi động ở chế độ tự động thì các bạn sẽ mở công tắc nguồn, sau đó gạt van gió về vị trí on, nhấn công tắc đề từ 5 đến 6 giây, máy sẽ nổ. Tiếp theo, các bạn mở van dung dịch tạo khói để điều chỉnh lượng khói ra phù hợp, và mở van hóa chất để phun hóa chất ra. Các bạn lưu ý là mở van hóa chất và van dung dịch tạo khói từ 1/3 đến 2/3 van khóa. Khi các bạn muốn tắt máy thì đầu tiên các bạn đóng van hóa chất và van dung dịch tạo khói lại, gạt van gió về vị trí off, máy sẽ tự động ngắt. Đối với cách khởi động bằng tay, các bạn bật công tắc, sau đó cần bơm bằng tay từ 5 đến 6 lần và đồng thời nhấn nút đề. Lúc đó máy sẽ hoạt động và các bạn làm tương tự như là khởi động bằng tự động. Chiếc máy phun khói của Vinafarm model VNVK150 có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống, dùng để phun thuốc diệt trừ sâu bọ, hoặc là phun tiêu độc khử trùng chuồng trại hoặc là nhà xưởng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại bên dưới video. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.